Xin chào các bạn, hiện tại thì đội khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato thì đang trên đường đến nhà chị Trinh ở Phụng Hiệp, Hậu Giang để khảo thiết kế nhà cho chị. Xin mời các bạn theo dõi cùng đường đến nhà chị Trinh ở Hậu Giang. Đây là hiện trạng khuôn đất của nhà chú Tuấn tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Thì hiện tại thì khuôn đất thì đã được gia đình làm toàn bộ phần móng, có chiều ngang là 5m và chiều sâu là 23m5. Hướng chính của khuôn đất thì sẽ quay sang hướng 152 độ đông nam. Trụ điện cũng như là nước máy thì đã có sẵn ở phía trước. Thì sau này toàn bộ nước sinh hoạt thì sẽ thoát ra cống ở phía trước nhà, phía trước đường này. Thì về công năng của ngôi nhà thì chú dự tính thì sẽ xây dựng một ngôi nhà 2 tầng mái thái với chiều, với toàn bộ khu vực tầng 1 ở dưới phía trước này thì toàn bộ sẽ đỡ trống hết, gia đình dùng để kinh doanh. Phía sau này thì sẽ có một khu vực bếp ăn và một vệ sinh chung. Thì vệ sinh chung thì gia đình mong muốn thì ưu tiên thiết kế thì sẽ đặt ở phía dưới gầm cầu thang. Còn về công năng của tầng 2 thì sẽ gồm có một phòng khách, một phòng thờ, 3 phòng ngủ, trong đó thì sẽ có một phòng có vệ sinh khép kín bên trong và một vệ sinh chung. Phía trước này thì sẽ có khoảng ban công ở phía trước. Thì về hiện tại thì khuôn đất thì đã được gia đình làm móng toàn bộ trên nền đất này. Với phương án móng thì gia đình ép cọc bê tông cốt thép với độ sâu là tầm 7m, mỗi đài móng thì sẽ gồm có 4 tim. Đây là vị trí các đài móng của khuôn đất. Đây là hướng chính từ phía trước nhìn vào của khuôn đất. Còn đây là một kiểu nhà mà gia đình chú thích và muốn công ty thiết kế thì cũng theo phong cách giống như thế này. Thì trong lúc thiết kế thì có thể tham khảo mẫu nhà này để thiết kế lên phương án cho phù hợp.